Sơn đang cho ghe uống dầu các bạn. Rồi sau khi ăn cơm uống cà phê xong thì anh Hùng lại xuống xưởng cưa các bạn, để bắt đầu xả cây lấy làm công be. Anh đang lấy mực, chuẩn bị lấy mực. Hôm nay sẽ xẻ cái miếng này. Miếng này chắc dài 7 dày 7 phân. 7 phân, dài 6 mét các bạn. Miếng này nè. Dài 6 mét, dày 7 phân. Nặng nha. Đừng có cố. Anh phụ đang cạo ba cái bột gỗ nó bám trên cái miếng cây này các bạn. Cạo ra cho nó sạch sẽ. Nhét vô. Nó nữa. Rồi, ok. Anh Hùng phải đo lấy khung lấy và
gì chú?